ăn mì tương đen của Hàn Quốc mọi người ơi. Hôm nay sáng giờ đi ngoài đường á, đi công chuyện xong giờ đói bụng quá thì đi ngang qua chợ của người Korea, cho nên bây giờ mình tấp vô mình mua một cái tô mì tương đen to go mang về nhà ăn, tại hôm nay mình có một mình ở nhà thôi, không có em Lì. Mì tương đen này mình mua là hết 8 đồng 99 á, là 9 đồng một tô đó, là người ta cho thêm cái cải, củ cải kim chi ở đây nó hà tiện quá à. Chứ mấy tiệm kia nó cũng cho nhiều kim chi mà tiệm này cho có một thứ kim chi thôi. Rồi mọi người thấy cái trái kế bên đây không? Mình cũng đi vô chợ của Hàn Quốc đó. Mình mua chợ Aeon Market nó gần nhà mình nè. À. Là chợ của Đại Hàn luôn. Cái trái này mình không biết gọi là trái gì nữa nè, nó có tên nè, mọi người thấy không? Mình không biết đọc luôn, tiếng Việt mình quen mà tiếng Anh mình cũng không biết đọc, queen gì? Queen C gì đó nè. Thì 3 đồng một pound. Mình mua trái này là hơn một pound thì lần đầu tiên mình cũng mới ăn á, thì mình sẽ cắt ra và review thử coi là nó ngon ngọt thơm như thế nào. Mình ngửi thấy thì mùi nó thơm thơm đó, mà không biết ăn là nó vị nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ ăn mì tương đen và gọt cái trái này ra ăn làm dessert nha cả nhà. Rồi bây giờ ăn thôi, ăn mì tương đen. Sáng giờ ăn có một hũ yogurt với mấy miếng trái cây thôi. Bây giờ ăn tương đen, mì tương đen này vô cho nó đen rột hết luôn. Lâu lắm rồi mình cũng không có ăn cái món này. Hồi xưa mình có quen một cái cô bạn Đại Hàn á, cô có đứa con học chung với em Lì, lâu lâu cô hay rủ đi ăn lắm, mà bây giờ cô dọn đi chỗ khác rồi cho nên giờ lâu lắm rồi mình chưa có ăn lại. Hôm nay thử coi ăn lại cái tiệm này, lần đầu tiên mình mua, hồi xưa mình mua tiệm ở chỗ khác để mình thử coi, tại tiện cái chợ mình đi mua ít rau rồi nấu canh buổi chiều á, cái mình thấy cái trái cây này nè, rồi mình mua luôn mì. Phải trộn lên nhìn nó đen xì lùi. Cọng mì rất là dai dai và dẻo dẻo, nước sốt làm vừa không có bị mặn. Sáng giờ đi ngoài đường cho nên đội nón mặc áo tay dài đi, xong rồi bây giờ mà gỡ tóc ra là gỡ nón ra là tóc tai bù xù lắm, cho nên đội nón ngồi trong nhà mà đội nón luôn cả nhà ơi. Mình hay vậy lắm, đội nón cả ngày luôn, đến tới tối là mới tháo nón ra, đi tắm thì mới tháo nón ra. Một tô mì này chắc ăn không hết quá, quá trời nhiều rồi. Đây họ cho kim chi mà. Kim chi củ cải vàng. Trái này ngửi thấy mùi rất là thơm. Nếu mà bạn nào ở Hàn Quốc á, mà biết cái trái này gọi tiếng Việt là trái gì á, hoặc là ăn làm sao nhớ không? Cho mình ý kiến nha. Mình đi chợ mấy năm kia mình cũng thấy bán rồi mà chưa có bao giờ mua thử, tại thấy lạ quá nên lần này mình mua thử. Tí mình ăn mì xong mình sẽ gọt. Trong cái sốt của mì tương đen này thì mình thấy họ xào tương đen, thì mình không biết là tương tương đậu đen đậu đỏ hay gì của họ, với lại thấy có khoai tây xắt miếng vuông vuông vậy nè đó.
giống như là cục thịt đó, nhưng mà thực sự trong cái món này là không có thịt, chỉ có tương đen thôi với lại củ hành tây với mùi tỏi xào thôi chứ không có thịt nha. Món này là không có thịt, chỉ có nước sốt cái tương đen, là có khoai tây và hành tây thôi. Nhà mình ở gần phố của người Hàn Quốc đó, cho nên đi chợ Hàn Quốc rất là gần. Đồ ăn Hàn Quốc vòng vòng bước đi, có thể đi bộ qua bên đường là có nhà hàng rất là nhiều, nhà hàng buffet, nhà hàng thịt nướng, nhà hàng của Hàn Quốc rất là nhiều. Mình cũng đã quay cái clip bánh của bánh Paris baguette của người Hàn Quốc, người Hàn Quốc hay người Đại Hàn hay người Nam Triều Tiên hay là Korean gì đó. Ồ, có thịt mọi người ơi. Mới cắt được chúng miếng thịt giống như là thịt bằm vậy đó, nhỏ xíu à. Tưởng là không có thịt nhưng mà có thịt. Mấy bạn mà đang ở bên Hàn Quốc á, mà có làm YouTube, mình có quen mấy người đó, khi nào làm thử món mì tương đen này thử coi là có những gia vị gì cho mình coi với nha, mình không có biết làm món này. Nếu mà mình ăn tại chỗ hoặc cái món này mình ngồi trong nhà hàng á là thấy người ta cho nhiều lắm. Mình thích ăn đồ Korean, người ta cho rất là nhiều kim chi, các loại kim chi, củ cải trắng, củ dưa leo, rồi kim chi cải bắp thảo, kim chi cây cải, nó rất là nhiều, mỗi thứ chút 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 á, nhìn thấy vui lắm. Bàn ăn của người Hàn Quốc mình rất là thích ăn bữa cơ phần cơm sao, như mấy cái đồ nhỏ 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 nhỏ, có khi đi ăn cái quán mình hay ăn nó cho cả cá khô rồi đậu phộng rang gì nhiều, thấy vui mắt lắm. Nhìn bàn ăn của họ rất là nhiều chén bát, như ăn xong á, rửa chén xỉu luôn, ai mà làm dâu người Hàn chắc rửa chén xỉu luôn, nhỏ 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 nhiều lắm. No rồi mọi người ơi, ăn không hết. Cái này chắc phải ăn hai lần, ăn một lần ăn không hết thôi. Để đây mình sẽ đi gọt cái trái, mình sẽ đi gọt cái trái này để em mang lên đây coi mọi người coi, mình đi gọt nha, rồi tí nữa mình trở lại nha. Rồi đây mình đã gọt ra rồi nè mọi người ơi, nó giống như là trái lê vậy đó. Ai đã ăn trái lê biết ha, trái lê, lê tất cả các loại lê, lê dài, lê tròn gì đó, mùi thì nó thơm thơm, cho nên là mà nhìn thì nó chắc chắc, nhìn nó ngộ lắm, nó không có xốp giòn, nó không có nước giống như là mấy cái trái lê thường, mà giống trái mấy cái trái pear, trái lê của Mỹ vậy đó, nó trái lê trái dài dài. Bây giờ mình sẽ ăn thử, mình không có dám mua nhiều tại vì mình không biết có ngon hay không, cho nên chỉ dám mua một trái thôi, sợ ăn không được rồi dục bỏ uổng 3 đồng một pound lận. Ăn nó cũng giống như mấy cái loại lê nhưng mà nó có vị hơi chát chát, hay là tại mình lấy nó chưa chín ta, nó hơi chát chát mà nó cũng không có giòn lắm. Nó hơi dài dài, theo như mình thì không có ngon, mua một lần cho biết thôi, lần sau không mua nữa.
hên là mua một trái đó, tại vì chưa ăn bao giờ cho nên sợ, chỉ mua một trái thôi, ăn nó ngộ ngộ. Chát chát chua chua ngọt ngọt. Nên nó không ngon mọi người. Rồi hôm nay mình xin kết thúc video clip ăn trái lạ của Hàn Quốc và mì tương đen, cũng là món của người đặc trưng của người Hàn Quốc luôn nha. Và xin kính chúc cả nhà có một ngày làm việc thành công, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.